Thương vụ nước danh là bộ sách thiếu nhi dí dỏm đem tới cho độc giả nhí những kiến thức cơ bản xoay quanh kinh doanh, tài chính, luật pháp qua những tình huống sinh động dễ hiểu. Không chỉ dừng lại ở đó, với lối kể xây dựng câu chuyện cuốn hút, nữ tác giả Jacqueline Davis đã dẫn dắt các em nhỏ bước vào thế giới của hai anh em nhà Tresky, nơi đầy ắp những hoạt động lý thú mà không kém phần kịch tính. Bộ sách này dành cho ai? Trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi, các bậc phụ huynh với mong muốn kích thích óc sáng tạo và giáo dục con cái về tài chính, tiền bạc, bất cứ ai muốn thấu hiểu tâm lý trẻ em. Tác giả cuốn sách này là ai? Jacqueline Davis là nhà văn thiếu nhi nổi tiếng của Mỹ với gần 20 đầu sách và nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ Hiệp hội Giáo viên Khoa học Hoa Kỳ, New York Library Best Books. Cô đã thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý và hành vi của trẻ em, khiến mọi tác phẩm của cô đều chạm đến trái tim của các bậc phụ huynh trên toàn thế giới. Bộ truyện Thương vụ nước chanh. Bộ truyện Thương vụ nước chanh đã bán được 3 triệu bản trên toàn thế giới, đoạt giải thưởng sách khoa học tài chính xuất sắc dành cho học sinh của Hiệp hội Giảng dạy Khoa học Quốc gia Mỹ. Bộ truyện gồm 5 tập, trong đó có 3 cuốn đã được chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam là Thương vụ nước chanh, Phiên tòa khối 4 và Chiếc chuông mất tích. Cả 3 cuốn sách tập trung xoay quanh những câu chuyện sinh động của anh em nhà Tresky và bạn bè cùng lớp. Mạch truyện hấp dẫn, tình huống cao trào, đang xen liên tục khiến cho độc giả không thể rời mắt khỏi 3 tập truyện của tác giả Davies. Cùng tìm hiểu nội dung 3 cuốn sách nhé! Tập 1. Thương vụ nước chanh. Nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện là anh em nhà Tresky. Cậu anh trai Ivan Tresky lên 10 tuổi với tính cách hòa đồng, giỏi nắm bắt tâm lý người khác, cừu thể thao nhưng rất chật vật khi phải làm phép tính hay viết chính tả. Trong khi đó, em gái cậu là Jessie Tresky, sắp lên 9 tuổi với đầu óc cực kỳ thông minh nhưng rất tệ trong việc thấu hiểu tâm lý mọi người. Mâu thuẫn giữa hai anh em bùng nổ ngay từ đầu câu chuyện khi Jessie được nhảy cóc từ lớp 2 lên lớp 4 cùng anh trai. Cả hai anh em rơi vào khủng hoảng tâm lý và đi đến quyết định so tài với nhau qua thương vụ nước chanh. Mỗi anh em sẽ tự kinh doanh nước chanh trong vòng 6 ngày hè cuối cùng. Ai kiếm được nhiều tiền hơn sẽ chiến thắng. Một cuộc chiến danh dự vô cùng quyết liệt và gay cấn. Liệu ai sẽ là người chiến thắng? Ivan với tính cách linh hoạt hay Jessie với óc tính toán nhanh nhạy? Thông qua tập 1, các độc giả nhí sẽ nhận được vô số định nghĩa cơ bản xoay quanh chủ đề kinh doanh, cân đối tiền bạc, tinh thần hợp tác với bạn bè, cũng như tinh thần sáng tạo, quyết tâm không lùi bước trước khó khăn như anh em nhà Tresky. Tập truyện này đã khắc họa cực kỳ tinh tế về mối quan hệ anh chị em trong gia đình, cũng như nêu bật được tầm quan trọng của việc thiết lập kế hoạch trước mọi hành động. Tập 2, Phiên tòa khối 4. Hai anh em nhà Tresky đã dành toàn bộ sức lực và kiếm được $208 chỉ trong 6 ngày bán nước chanh. Ấy nhưng số tiền đấy đã không cánh mà bay. Nếu tập 1 xoay quanh những định nghĩa về tài chính kinh doanh, thì tập 2 sẽ giúp độc giả nhí mở rộng tầm hiểu biết về luật pháp thông qua phiên tòa khối 4, những định nghĩa về thẩm phán, luật sư, bồi thẩm đoàn và nhiều định nghĩa thú vị khác sẽ trở nên vô cùng sinh động thông qua tập truyện này. Liệu công lý có được thực thi? Số tiền đã bị đánh cắp có biến mất mãi mãi? Tập truyện này hướng dẫn trẻ cách xử lý mâu thuẫn với bạn bè, cũng như dạy trẻ về sự trung thực, lòng cảm thông và tha thứ đối với mọi người. Tập 3, Chiếc chuông mất tích. Ở tập truyện này, hai anh em nhà Tresky đã trải qua tình huống phức tạp hơn hai tập trước. Ivan và Jessie cần giải quyết một bí ẩn khác liên quan tới chiếc chuông năm mới bị đánh cắp. Hai anh em sẽ dẫn dắt độc giả nhí bước vào hành trình của thám tử, tìm kiếm, khám phá bí ẩn. Ai là thủ phạm? Liệu Ivan và Jessie có lùi bước trước vô vàn khó khăn hay không? Đặt ra nhiều tình huống và mâu thuẫn thường gặp trong gia đình và bạn bè, thông qua 3 tập truyện, tác giả JVS đã dẫn dắt độc giả nhí gỡ từng nút thắt cảm xúc và giải quyết vấn đề vô cùng nhân văn mà không kém phần gây cấn cuốn hút. Nhiều bài học về cách ứng xử với gia đình, bạn bè đã được lồng ghép trong bộ truyện, đặc biệt tinh thần sôi nổi. Tính sáng tạo và đột phá của anh em nhà Tresky sẽ lôi cuốn và truyền cảm hứng tới độc giả nhí cũng như các bậc phụ huynh. Đừng bỏ qua bộ truyện Thương vụ nước chanh trong mùa hè năm nay!